Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game News, chuyên mục được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần, nơi cập nhật những thông tin nhanh nhạy và đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Mở đầu cho những thông tin sẽ có trong video của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tới với một drama đang gây áp lực lớn tại Nga với tựa game Call of Duty Modern Warfare. Ok, hãy chú ý nhé. Game on! Mới đây, trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất Call of Duty Modern Warfare đã ra mắt trên toàn thế giới và tuy có những người đánh giá game khá tốt, thì tại Nga, nó lại là trò chơi bị đánh giá cực kỳ thậm tệ và nhận nhiều gạch đá nhất. Bối cảnh của game được đặt ra tại một quốc gia Trung Đông hư cấu, nhưng rất rõ ràng là quốc gia này mượn những yếu tố của nội chiến Syria để xây dựng nên. Và câu chuyện trong game cho thấy, binh lính Anh và Mỹ bắt tay nhau để cùng chống lại quân đội Nga độc ác. Những sự chỉ trích Modern Warfare là gần như lập tức, ngay khi nó được phát hành và liên tục khuấy đảo trong suốt tuần qua. Một sự kiện trong game được biết tới như The Highway of Death được tạo nên từ chính một cuộc tấn công có thật của quân đội Mỹ vào Iraq năm 1991 khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng. Đó là một cuộc thảm sát và là tội ác chiến tranh, nhưng những nhà làm game đã đưa chính những diễn biến này vào và thay vào đó là hình ảnh quân đội Nga thực hiện chiến dịch đẫm máu. Hàng loạt những đánh giá tiêu cực tới từ người dùng của Metacritic xuất hiện, phần đông là từ người Nga, khiến cho điểm số của game đã có lúc xuống tới dưới 3 trên thang điểm 10. Nhiều nhà phê bình đã rất tức giận khi cho rằng nhà làm game đã biến những binh lính Nga thành những con quái vật, tàn bạo trong mắt người chơi và thậm chí là cả người không hiểu vấn đề. Một ý kiến đã nêu lên rằng, đây không phải là một trò chơi mà là tuyên truyền chính trị và nó rất không may là có thể ảnh hưởng tiêu cực tới suy nghĩ của con người. Tôi quý người Mỹ và nhiều người trong số họ đều tốt, nhưng những kẻ đã làm ra game này, nhất là những kẻ viết kịch bản thì đúng là cặn bã. Một ý kiến phê bình khác thì ghi rằng Modern Warfare là một sự tuyên truyền ngu dốt. Trên thực tế và những sự kiện có thật, quan điểm của người Mỹ là hỗ trợ quân kháng chiến phản đối chính phủ Bashar al-Assad, còn Nga thì hỗ trợ quân đội của Assad chống lại các lực lượng IS, Al-Qaeda và những phần tử khủng bố. Một cách ngắn gọn thì Nga nói rằng họ chiến đấu chống khủng bố, còn Mỹ thì nói họ chống lại sự độc tài và việc sử dụng vũ khí hóa học. Và trong kịch bản của Modern Warfare cũng xoay quanh vũ khí hóa học với một lực lượng khủng bố có cái tên Al-Qatala mà ta có thể liên tưởng ngay đến từ Al-Qaeda. Với những trùng khớp không hề ngẫu nhiên đó, thì khó để nói rằng Modern Warfare đang không hề đả động tới cuộc nội chiến Syria hay không có ý xấu nào với những hình tượng người lính Nga cả. Đây cũng không phải là lần đầu series game Modern Warfare làm dấy lên làn sóng dư luận ở Nga. Phiên bản tiền nhiệm Modern Warfare 2 cũng đã đưa vào một nhiệm vụ có tên No Russian với hình ảnh một mật vụ CIA nổ súng bắn dân thường ở cảng hàng không Nga. Ngay sau đó, tựa game này đã bị gỡ bỏ phiên bản PC và không cho phát hành phiên bản console tại Nga. Drama lớn này đang khiến nhiều người Nga bài trừ không chỉ tựa game Modern Warfare nói riêng, mà cả các game của Activision nói chung. Ý kiến của các bạn như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở phần comment nhé. Còn sau đây chúng ta sẽ chuyển qua phần điểm tin với hàng loạt những điều thú vị đang chờ đón. Cái tên Death Stranding đã trở thành một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây với những người đam mê game và đặc biệt là fan của hệ máy PS4. Khi càng gần đến ngày phát hành thì ông lớn Sony và nhà sáng tạo của game Hideo Kojima lại dần tung ra những trailer mới, những hình ảnh đầu tiên về gameplay, những phát ngôn hài hước đến tò mò rằng chính Kojima cũng không hiểu gì về game mà ông đang làm. Death Stranding không chỉ khuấy động làng game mà thậm chí còn là chủ đề của giới điện ảnh khi game có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng là Norman Reedus và Matt Mikkelsen, đồng thời còn có sự ủng hộ và giúp đỡ của người bạn đạo diễn, ông Guillermo del Toro. Death Stranding là một game hành động lén lút thế giới mở, nhưng theo thông tin tới từ Kojima, đây sẽ là một thể loại mới, chứ không chỉ thuần là style action. Những hình ảnh trailer và gameplay của Death Stranding tuy rằng gợi mở một góc nhìn chân thật của game, nhưng chưa hề để lộ câu chuyện, và có lẽ ta sẽ khám phá được nó chỉ sau khi game phát hành. Sự kiện ra mắt game cũng sẽ là một lễ hội đình đám khi có rất nhiều quốc gia đang dục dịch chuẩn bị, trong đó có cả Việt Nam. PlayStation Việt Nam cũng sẽ có một buổi tối gặp gỡ, trò chuyện và công bố ra mắt game, trùng khớp thời điểm với toàn thế giới. Tại sự kiện, các hoạt động bên lề còn có nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón những bạn tham gia. Tâm điểm của sự kiện chính là một cuộc đấu giá ngược với vật phẩm đấu giá là bộ PS4 Pro kèm DualShock phiên bản Limited Edition của Death Stranding. Cơ hội để các bạn tham dự sự kiện có thể nhận được một bộ Collector's Edition cực kỳ đẹp thông qua phần bốc thăm may mắn. Không chỉ vậy, các bạn tham gia còn có thể mua những game khác tại sự kiện với mức giá giảm lên đến 80%. Bên cạnh đó, một thông tin thú vị nho nhỏ dành cho các bạn khán giả của chúng mình. Đó là trong buổi lễ ra mắt này cũng sẽ có sự tham gia của một thành viên tới từ Phê Game. Đó là ai, chúng mình sẽ dần dần tiết lộ sau để thêm phần kịch tính nhé. Và chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, tựa game gây xôn xao dư luận này sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 8 tháng 11 cho PS4. Hãy cùng đón chờ những thông tin cụ thể sẽ được bọn mình cập nhật liên tục trong tuần tới và có thể là trực tiếp tại sự kiện nhé.
Nếu các fan của Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa quên phiên bản K-pop của các vị tướng nữ trong đợt kỷ niệm 10 năm của tựa game này, thì mới đây, Riot lại tiếp tục nhá hàng cho người hâm mộ một loạt những trang phục mới với sự hợp tác tới từ một cái tên vô cùng nổi tiếng trong làng thời trang, Louis Vuitton. Trong video giới thiệu của LOL, một nhóm các tướng đã trình làng những bộ trang phục lấy cảm hứng từ hip hop, bao gồm Yasuo, Akali, Quiana, Senna và Echo. Thương hiệu thời trang Louis Vuitton và Riot đã công bố việc bắt tay hợp tác vào tháng trước, bao gồm vali chứa chiếc cúp vô địch giải đấu chung kết thế giới và hàng loạt skin độc nhất được hãng lên ý tưởng. Bộ sưu tập skin này cũng đã được đặt cho một cái tên kêu không kém, True Damage, và những thông tin ra mắt chính thức các trang phục này sẽ có trong ngày 10 tháng 11 tới, ngay sau trận chung kết của mùa giải năm nay. Sau một khoảng thời gian dài giới hạn những tựa game của mình trên nền tảng Origin, mới đây, EA Games đã quyết định quay trở lại hợp tác với Steam để cùng phân phối những tựa game mới. Đã có rất nhiều thông tin được leak ra trước đó, nhưng sự hợp tác này đã được xác nhận và sẽ bắt đầu với Star Wars Jedi Fallen Order. CEO của EA, ông Andrew Wilson cho biết, đây là sự khởi đầu của một mối quan hệ đối tác thú vị với Valve. Người chơi trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến nhiều thay đổi của chúng tôi dành cho thị trường game PC. Ngoài ra, nhà phát hành này cũng sẽ mang EA Access đến với người dùng Steam. Qua đó, các khách hàng của Valve và EA sẽ được giảm giá khi mua toàn bộ trò chơi, DLC và các vật phẩm trong đó. Người đăng ký cũng có thể truy cập vào rất nhiều tựa game của EA, tuy nhiên, rất có khả năng sẽ không được đầy đủ như đối với Origin. Nhà phát triển của tựa game kinh dị nổi tiếng Outlast, Red Barrels, mới gần đây đã đăng tải một tấm hình trên Twitter có nội dung sẽ sớm được công bố. Tấm hình có sắc xanh rất đặc trưng khiến người ta liên hệ ngay tới hai phần đầu của tựa game Outlast như một gợi ý rằng họ sẽ sớm ra mắt một phần game mới tới cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, hồi năm 2017, Red Barrels cũng đã nói trên trang Facebook rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm Outlast 3, nhưng nó sẽ không phải là một phần nối tiếp của Outlast 1 và 2, mà sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới trong vũ trụ Outlast. Cho nên nếu như đây thực sự là một phần trong poster của Outlast 3, thì cốt truyện của phần này cũng sẽ là độc lập so với hai phần game trước, dù vẫn nằm trong cùng một vũ trụ. Còn thực tế như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ sớm được biết trong vài ngày sắp tới thôi. Hãy cùng ngóng chờ những tin tức mới hơn tới từ Red Barrels. Với những fan của game hành động nhập vai, thì cái tên The Witcher đã không còn quá là xa lạ. Game với một bối cảnh thế giới và cốt truyện bí ẩn đã là cảm hứng để những nhà làm phim quyết định đưa nó vào thế giới điện ảnh. Sau một khoảng thời gian dài nhá hàng trên các phương tiện truyền thông, thì cuối cùng Netflix cũng đã tung ra bản trailer chính thức dài 2 phút 20 giây về series phim cùng tên The Witcher. Với sự xuất hiện của Superman Henry Cavill trong vai Geralt, đây hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn dành cho những ai là fan hâm mộ lâu năm của 3 phần game The Witcher. Tạo hình các nhân vật cũng khá giống trong game, và đặc biệt, phim chắc chắn sẽ có nhiều cảnh nóng. Theo dự kiến, tập đầu tiên của series này sẽ lên sóng vào ngày 19 tháng 12 năm 2019. BlizzCon 2019, sự kiện được mong chờ nhất trong hơn một tuần qua cũng đã chính thức được khai mạc vào rạng sáng nay giờ Việt Nam. Đúng như mong đợi, cũng như phỏng đoán từ nhiều nguồn khác nhau, 4 bảng thông báo coming soon đã được tiết lộ và mang tới cho người theo dõi những bất ngờ và cả sự thích thú. Hãy cùng xem những tổng hợp mới nhất của Phê Game về sự kiện này nhé! Sự kiện thường niên lớn nhất năm của Blizzard đã được tổ chức và công chiếu trực tiếp trên trang chủ BlizzCon. Như đúng những gì người hâm mộ dự đoán, ông lớn và cũng đồng thời là kẻ tội đồ đã tung ra những dự án vô cùng hấp dẫn để xoa dịu dư luận và chiều lòng những fan hâm mộ của mình. 4 bảng thông báo coming soon lần lượt mang đến cho người xem những thông tin và trailer của Overwatch 2, Hearthstone bản mở rộng Descent of Dragons, World of Warcraft bản mở rộng Shadowlands và tâm điểm của sự chú ý Diablo 4. Sau một phần cinematic dài, cuối cùng Blizzard cũng chính thức công bố rằng Overwatch 2 đang được phát triển và hoàn thiện. Chỉ đạo sản xuất của Overwatch 2, ông Jeff Kaplan cũng đã mang tới một bất ngờ rằng tựa game mới này sẽ được chơi thử tại BlizzCon. Phần 2 của tựa game sẽ tập trung vào chơi co-op và cả chế độ PvE. Game sẽ có các phần nhiệm vụ theo cốt truyện và nhiệm vụ các anh hùng, là nơi để người chơi cày level của các heroes. Đồng thời, những bản đồ và hero mới của Overwatch 2 cũng sẽ được thêm vào trong Overwatch 1. Và để khuyến khích những người chơi Overwatch chuyển qua phiên bản 2, nhà phát hành cũng công bố sẽ chuyển tất cả các trang phục hay vật phẩm mà bạn đang sở hữu sang tựa game mới. Ông Jeff Kaplan cũng tuyên bố rằng hiện vẫn chưa thể rõ được ngày ra mắt chính thức cho Overwatch 2. Phần mở rộng của World of Warcraft có cái tên Shadowlands và sẽ được ra mắt trong năm tới. Phiên bản này sẽ đưa người chơi tới với một cõi chết suy tàn, nơi họ sẽ phải chọn lựa giữa những phe phái để liên minh chiến đấu chống lại Sylvanas. Tương tự như những bản mở rộng khác, Shadowlands sẽ thực hiện những thay đổi tới hầu hết hệ thống và cơ chế của Warcraft.
Hiện tại vẫn chưa có những tổng hợp chính thức về những thay đổi của bản mở rộng này, vậy nên các fan hâm mộ tựa game World of Warcraft sẽ phải chờ đợi thêm trong thời gian tới. Đối với tựa game Hearthstone, thì Blizzard cũng thông báo sẽ mang tới một bản mở rộng có tên Descent of Dragons. Đúng như tên gọi thì ở bản mở rộng này, nhà phát triển cho biết sẽ có thêm nhiều rồng hơn. Và một bất ngờ dành cho các fan hâm mộ là Hearthstone dự định sẽ có thêm một chế độ chơi mới mang tên Battlegrounds, được lấy cảm hứng từ thể loại game Auto Chess. Đây có thể sẽ là làn gió mới dành cho cộng đồng game thủ Hearthstone và sẽ có bản beta để bạn chơi thử từ ngày 5 tháng 11. Dự kiến bản mở rộng Descent of Dragons sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 12 tới. Cuối cùng, một điều bất ngờ và được chú ý nhiều nhất trong phần tiền sự kiện BlizzCon 2019, đó chính là sự xuất hiện của Diablo 4. Đây sẽ là hậu bản của Diablo 2 với những nghi lễ thờ quỷ, những biểu tượng huyền bí và cả rất nhiều máu me. Chỉ đạo sản xuất của game, ông Luis Barriga cũng đã xác nhận, chúng tôi sẽ quay trở lại với nguồn gốc tăm tối của dòng game. Ba lớp nhân vật đang được phát triển và cũng đã lộ diện trong trailer của Diablo 4, đó là Barbarian, Sorceress và Druid. Đây chắc chắn sẽ là điểm đáng chú ý trong thời gian sắp tới và cũng là điểm cứu giúp cho đà đang đi xuống của Blizzard. Và thông tin về những dự án mới trong BlizzCon đã kết thúc số Free Game News của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy cùng để lại những bình luận về vấn đề mà bạn chú ý ở phần comment nhé. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Free Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.